chiều tất cả mọi người, mình là Thái. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoàng Thái Vlog. Thì hôm nay mình sẽ chế biến một món ăn rất là hấp dẫn luôn. Đó là món gà bó xôi. Thông thường mình ra ngoài đường mình gặp gà bó xôi rất là nhiều, vì là món gà bó xôi này ăn rất là ngon. Thì lúc sáng mình có chuẩn bị sẵn một con gà đã sơ chế sạch sẽ hết cả rồi. Và hôm nay mình hấp với là mía, thì nó sẽ ngọt thịt hơn và nó thơm nữa. Và để làm món gà bó xôi mình có gồm có nguyên liệu như sau: trà bông, hạt niêm, nước tương, đường. Gia vị thơm gồm có là hành tím, tỏi, hành lá và dầu ăn, nước mắm, dầu hào và có cả tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái phần thịt gà này cho thấm gia vị bên trong, rồi mình sẽ đi hấp nó. Rồi mình cho tỏi vào nè, cho tỏi, hành tím, rồi cái phần hành tỏi này mình cũng đã giã nhuyễn nó rồi. Thì tiếp theo mình sẽ ướp gia vị vào bên trong luôn. Mình cho một ít đường và hạt niêm và một ít nước tương. Và nước mắm. Mắm hấp gà thì nó rất là thơm. Và tiêu. Rồi mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Trộn đều cái hỗn hợp này lên và mình có cho một ít dầu hào vào nữa. Rồi cái phần gia vị này nè mình đã trộn đều lên rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là ướp gà luôn. Thì trong quá trình mình làm thì mình đã rửa tay sạch sẽ hết cả rồi, với lại là mình làm cho gia đình mình ăn. Thì hôm nay mình cũng không có chuẩn bị bao tay kịp, cho nên là mình xin phép là mình ướp bằng tay không luôn. Nhưng mà tay mình đã rửa sạch sẽ hết rồi, không sao đâu. Mình kho đều lên trên con gà. Cái gia vị này rất là thơm luôn. Và một tí mình sẽ với mía thì nó sẽ rất là ngọt. Ướp trong vòng 15 phút rồi, giờ mình tiếp theo mình sẽ đem đi hấp nó. Đây là mía mình sắp vào trong cái nồi á. Rồi mình sắp mía này vào bên trong nè, cho mình hấp nó không bị cháy cái phần đít á, đáy nồi á. Rồi mình cho con gà, phần gà này vào, xong rồi mình sẽ đem đi hấp nó. Thì gà thì mình đem vào bên trong mình hấp rồi cho nó tiện luôn. Thì tiếp theo mình sẽ làm cái phần trà bông để mình để phía trong bên xôi á. Thì ở đây mình có chuẩn bị trước là trà bông nè, rồi mình ướp một ít gia vị vào. Thì đây là nước tương. Và đường. Rồi mình trộn đều lên. Mình cho một ít dầu hào. Ồ, quá nhiều rồi. Và một ít tiêu nữa. Rồi mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Đó. Cho đều gia vị hết luôn. Chảo nóng thì mình cho một ít dầu ăn vào. Rồi dầu ăn nó cũng nóng rồi nè. Bây giờ mình sẽ
cho cái phần hành tím, hành lá, đậu hành đó, với lại là tỏi. Mình khử cho nó thơm lên. Rồi gia vị thơm này nó cũng đã vàng và thơm lên rồi, thì tiếp theo mình cho trà bông vào luôn. Nó khá là thơm luôn. Rồi cái phần trà bông này nó cũng đã hoàn thành rồi, bây giờ mình tắt bếp nó luôn. Đó. Xong rồi mình sẽ cán phần xôi ra, xôi thì lúc nãy mình đã hấp bên trong trước rồi đó. Cái phần trà bông này nó tơi ra nhìn rất là đẹp luôn, và cái màu nó thì rất là hấp dẫn và nó rất là thơm. Thì xôi này mình cũng đã chuẩn bị trước rồi, và mình nó đã mình nhào nó cho nó tơi ra rồi, nhìn rất là đã luôn đó. Đây là cái màn thực phẩm thì mình lấy ra cho nó dễ. Rồi cái phần mà mình để làm cán xôi ra thì đã cũng hoàn chỉnh rồi, bây giờ mình sẽ cho phần xôi này ra luôn. Cái công đoạn khó nhất là phần xôi này nè, đây mình fail rất là nhiều lần này. Rồi này thì mình cho một ít dầu ăn vào bên vào tay mình cho sẽ dễ làm hơn. Rồi cái phần bột á mình cũng đã cán ra được như vậy rồi nè. Giờ mình cho trà bông lên. Phần trà bông nãy mình rang nó đó. Nó khá là thơm. Mình gãi đều nó ra. Như vậy nè, mình cho trà bông vào bên trong xôi vậy á. Ăn nó sẽ ngon hơn, nó đỡ ngán hơn. Giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, rất là tuyệt vời. Xôi thì mình cũng đã gãi cho bông lên đều hết rồi. Còn thịt gà này nó cũng đã chín rồi nè. Nó rất là thơm luôn. Mùi hành tỏi nè, bây giờ mình tắt bếp luôn. Và mía nữa. Rồi giờ mình sẽ lấy gà ra và mình quấn với xôi. Con gà hấp mình rất là thơm luôn. Rồi cái phần gà này mình cũng đã bọc cái xôi nó lại rồi, bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh tầm 2 tiếng cho định hình con gà này lại rồi mình mới đi chiên được. Rồi ok, bây giờ hẹn các bạn 2 tiếng sau. Bên trong và khi mình chiên lên thì nó rất là thơm và ngon.
Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem coi nó như thế nào nha. Mình đề co này, hôm nay cameraman của mình đề co chứ không phải là mình. Bây giờ mình mời cả nhà ăn nha. Mời cameraman ăn. Bây giờ mình thử miếng xôi xem coi nó giòn hay là như thế nào nha. Thì ăn cái này mình ăn bằng tay. Nó rất là thơm luôn á. Cái vị nó rất là vừa ăn luôn. Và đặc biệt rất là thơm. Và ở phía ngoài này nè, phía ngoài xôi thì nó giòn, nó đủ độ giòn nhưng mà nó không có bị cứng. Ở một bên ngoài xôi này nó không có bị cứng quá, nó giòn. Còn bên trong thì nó mềm và quyện với cái gia vị chà bông ở phía trong. Và cái hương thơm thì rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà có một cái thất bại mình một xíu là xôi mình nấu không được khô quá, cho nên là ở trong xôi nó còn hơi nhão. Nhưng mà như vậy thì cũng rất là ngon rồi. Giờ mình chấm với tương ớt nè. Thường gà bó xôi thì bên trong không có chà bông như mình làm đâu. Thì mình biến tấu lại cho nó ngon và hợp khẩu vị của mình á, ăn nó sẽ đỡ ngán hơn. Nếu mà xôi mình bọc lại mình chiên không thì nó rất là ngán luôn. Làm theo cái cách này rất là ngon. Xôi rất là giòn. Giờ mình thử ăn cái đùi gà xem coi nó có thơm, nó ngon không nha. Xôi rất là thơm luôn. Đặc biệt là xôi á, rất là giòn và rất là thơm luôn, rất là ngon. Thôi bây giờ mình tiếp tục bữa ăn của mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ và bấm nút đăng ký cho mình có động lực làm ra những món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn. Bye bye.